Thanh Lễ và Quỳnh Trâm cùng với anh em chị em trong Bon học trong tim xin kính chúc quý vị một năm mới, một năm Giáp Thìn 2024 thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý và gì nữa ha, bình an trong năm đúng mới Giáp Thìn 2024. Và năm mới Thành Lễ muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện ở trong năm mà tại ở Việt Nam, nhưng mà anh em chúng tôi đang thực hiện thì quý vị chỉ còn một tuần hai tuần nữa thì mới Tết, nhưng mà chương trình chúng tôi thâu xong rồi về edit lại rồi xong mới biết chiếu ra cho quý vị xem, nên vì âm thanh ánh sáng cái gì sơ sót cũng giống như nó không được chỉnh chu, mong quý vị rộng lượng tha thứ bỏ qua cho. Xin cảm ơn. Sao con em Quỳnh Trâm về đến nhà Việt Nam rồi thấy sao, không khí sao? Dạ phải nói là năm nay rất là đặc biệt với em luôn, tại vì được đón một cái năm mới đầu năm là đã có một dịp vui đến liền rồi, đó là đám cưới của em gái Quỳnh Trâm. Ngày xưa dạ. Ngày nãy ngày nay có vợ rồi. Dạ em gặp anh lần trong buổi sáng luôn. Dạ em cũng... Ôi vậy hả? Dạ em cũng nhớ là anh cho em ăn kem dừa đó mà. Ồ, chút xíu nữa ăn kem dừa tiếp nha. Dạ em cảm ơn và em chúc anh tất cả khán giả của mình. Hôm nay là chung niềm vui cùng với em luôn. Dạ. Dạ. Sẵn đây anh cũng nói luôn là có hai món quà anh của anh Kenny với anh gửi ở đây. Cho một bên của Hiếu và bên Hồ Trân và một cái món quà nữa là của chị Emmy với lại của cô Lưu Trinh. Em vài lời cảm ơn của các anh nhân đi. Dạ. Em hôm nay em không biết nói gì hơn. Em chỉ biết là em cảm ơn anh Kennedy, anh Lễ và chị Emmy rất là nhiều, và trong mặc dù là như chị Emmy đang bên Mỹ thì phải, lúc rất là xa mà cũng đã nhớ tới tụi hai đứa em. Em xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn.
bạn từ ở trường học cũ cũng như là ở nơi làm việc đến, mặc dù là bị khiếm thị thì đi đứng xe cộ rất là khó khăn, nhưng mà tất cả mọi người đều dành thời gian của mình để đến vui cùng với em. Cũng như là biết quý vị khán giả của Ngọc Trâm Team có một số vị đã gửi quà để mừng Quỳnh Trâm, thì Quỳnh Trâm cũng xin thay mặt cho gia đình cũng như là hai em cảm ơn những vị ân nhân đã gửi quà, và cảm ơn Thành Lễ đã bất ngờ có mặt ở đây để chung vui cùng tụi em. Con xin cảm ơn cô Lưu Trinh và em cảm ơn chị Amy rất là nhiều. Cảm ơn anh Lễ đã nhọc công đem quà tới và chung vui với tụi em, với Trân. Cảm ơn anh. Dạ, kính thưa quý vị, khi mà Thành Lễ nói với Quỳnh Trâm, anh Lễ mới về trong tháng 11 đây rồi, để anh Lễ làm mấy cái chương trình edit phim để gửi đến quý vị đầu năm cuốn DVD nhưng mà đang dạng USB cùng với cái áo Ngọc Trâm Team kỷ niệm 15 năm
thành lập nhóm Ngọc Trong Tim. Thì Thành Lễ đã hoàn tất để quý vị thứ mến mở chương trình này. Quý vị muốn có món quà đầu tiên trong ngày xuân năm mới, xin quý vị gọi đến chương trình Ngọc Trong Tim để chúng tôi gửi đến quý vị. Và chúng tôi muốn tặng quý vị miễn shipping thôi trong vòng nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, khi mà nói chuyện với em Trâm, tại vì Trâm với Trân là hai chị em sinh đôi, nhắc lại cái chuyện ngày xa xưa đi. Trân với Trâm là hai chị em sinh đôi. Khi mà mẹ hai em sinh thiếu tháng thì ở tại một bệnh viện tại nước Việt Nam, ở tại ngay Sài Gòn, thưa quý vị, chúng tôi không tiện nói tên. Và sau đó là hai em thiếu tháng bỏ vô cái lồng kiến để cho các em dưỡng lại. Và họ đã vô tình nghĩ là cái bào thai này không sống nổi, nên họ không bịt mắt và mở cái đèn lên để cho nó ấm áp, thì vô tình nó đã cháy luôn cả hai con mắt của hai chị em. Quay lại vấn đề, 18 năm sau hai em đã trưởng thành, và hai em không những là không thấy đường nhưng mà hai em đã giỏi về bộ môn điền kinh, đó là một môn về chạy đua, và hai em đã đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Và bên cạnh đó, Thành Lễ gặp được em trong chương trình Thần Tượng Tiếng Hát vào hát về Bororo năm 2018 cùng với Như Quỳnh, Quang Lê và Ngọc Sơn. Và sau đó là Quỳnh Trâm đã định cư vào Hoa Kỳ sau khi đại dịch Covid-19, và em đã cũng có gia đình. Một em là cũng là music ở bên tiểu bang Minnesota tên là Lộc Trần, em cũng khiếm thị, và Quỳnh Trâm cũng là người khiếm thị, nhưng mà Trâm bây giờ là em đã được định cư ở Hoa Kỳ rồi. Chúc mừng em. Quay lại vấn đề ở tại Việt Nam, sau khi gia đình có một cái tiệc như vậy thì không thể nào một chị em sinh đôi mà lại không về. Mà về, quý vị biết không, thường thường á, anh chị em sinh đôi hoặc là hỏi thử Quỳnh Trâm nè, chị em sinh đôi thì có những cái gì mà nó nhạy cảm, nó xích xem, nó đồng cảm với nhau, tôi là thần giao cách cảm nè, có không? Dạ có, giống như là hồi xưa thì em với Trân có một cái suy nghĩ là mình sẽ lấy hai anh em sinh đôi giống nhau để có những đứa con giống y chang nhau. Nhưng mà khi mà mình lớn lên thì không phải mình muốn cái điều gì nó cũng xảy ra. Nhưng mà là người Công giáo thì em với Trân tin rằng mọi thứ xảy ra là có ơn Chúa, cho nên cũng được là em với Trân tuy rằng không có lấy hai anh em sinh đôi nhưng mà cũng cùng cảnh ngộ. Tụi em hai người đều lấy hai anh chàng bị khiếm thị mà tụi em có thể đồng cảm với nhau, tuy rằng sẽ khó khăn á anh, nhưng mà mình sẽ chia sẻ được với nhau và hiểu cho nhau nhiều. Thưa quý vị, khi mà Thành Lễ đột xuất bí mật về ngay cả lễ tân hôn của hai em, thì không những mà hai em đã vui rồi, nhưng mà mẹ của Quỳnh Trâm muốn bật khóc luôn. Thì Thành Lễ cũng rất là xúc động, bởi vì chẳng lẽ là khi mà đại dịch Covid-19 Quỳnh Trâm lấy Trần Lộc, thì tổ chức tại Tư Gia, mà trong thời gian đại dịch Covid-19 thì không có bạn bè thân nào hết, chỉ trong gia đình thôi. Xin lỗi quý vị. Và khi mà tổ chức ở Việt Nam thì bây giờ nó là sau đại dịch rồi, mặc dù kinh tế xã này nó đang suy thoái ở tại Việt Nam nói chung, nhưng mà tại cái lửa tiệc này thì phải nói là rất là xúc động, bởi vì những người phương xa thì xa quá, muốn đi dự tiệc đến Quỳnh Trân, muốn chúc mừng mà cũng xa, nên trong gia đình bất khả kháng như Thành Lễ thì thôi cho một món quà tinh thần cùng với những món quà của các ân nhân mà Quỳnh Trâm nói để gửi đến các em trong một ngày tiệc đời cuộc đời chỉ có một lần thôi. Thì phải nói là cái sự nào cũng vậy, bên người chị thấy chị ở bên Mỹ với cho Quỳnh Trâm cũng rất là cực, bởi vì em mới qua Hoa Kỳ là em phải học tiếng Anh, em phải hòa nhập vào cuộc sống, bên cạnh đó em cũng phải là một gánh nặng là lo cho cả bên gia đình chồng, bởi vì gia đình chồng quý vị biết cũng mà hiện nay thì ba má cũng lớn tuổi, cũng bệnh rồi, thêm nữa là chồng cũng khiếm thị. Rồi mặc dù có benefit đó, nhưng mà Trâm cũng mang tiếng là đi nước ngoài, nên Trâm cũng là chị cả trong gia đình, còn phải lo cho gia đình, không lo về vật chất nhưng mà cũng lo rất nhiều để cho em ruột của mình sinh đôi, cũng như các em còn nhỏ nữa, hình như em còn em trai và em gái nữa, phải không? Dạ, yeah. Nó nặng gánh gia đình thì em không có dám, nhưng mà mình cũng muốn là một người chị cả, mình làm được cái điều gì thì làm cho em của mình. Dạ, yeah. Yeah. Thì không, lúc đó là quý vị biết không, vui lắm, các em các bạn tới một cái
một cái đám cưới mà Thành Lễ nghĩ là chắc có nhiều lần rồi, nhưng mà đây đối với anh thì đám cưới thì toang lên, hình như là 30 bàn phải không, là 300 người đi. Yeah. Thì anh nghĩ đâu đâu cũng là 200 người toàn là người khiếm thị. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nên nó rất là vui, mà MC cho đến cả ban nhạc cho đến tất cả mọi người là những người khiếm khuyết, nhưng mà họ cảm thấy họ đây là một thế giới của họ, nên tiếng nói âm thanh mà quay cho quý vị xem ồn ào lắm, nó vui lắm, tại vì họ không biết đó nên họ phải nói to nên họ mới gặp nhau. Và bên cạnh đó thì Quỳnh Trâm gặp lại mấy các bạn cũ đi đi rồi cũng nhờ Trâm, anh Lễ không biết biết cái nào, anh chị Lễ có lì xì mỗi người $2 cho nó vui. Và cũng là cảm ơn em đã làm chuyện đó cho anh, và rất là thấy sự hạnh phúc. Vui nhất là hai em lại lại hát một cái bài hát về mẹ để tặng cho đứa sinh thành, rất là cảm động. Kỷ niệm chung hai chị em, tại vì thực sự đám cưới của em là tươm tất, được làm ở Mỹ, rất là tổ chức nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Thì em cũng nhưng mà buồn tại vì không có gia đình, không có ai hết, cho nên bây giờ có thể có mặt trong đám cưới của Trân thì muốn lưu giữ một kỷ niệm, với lại là cũng muốn thay cái lời một chút xíu cảm ơn nho nhỏ đến mẹ của tụi em, cũng như là mẹ của bạn Hiếu, của em Hiếu. Tại vì đã thật ra đám cưới người khuyết tật, người khiếm thị cực lắm, anh tụi em không có tự làm rất là nhiều thứ, ví dụ như viết thiệp rồi đủ thứ chuyện hết, chạy xe đưa thiệp cho khách, thì ba mẹ hai bên rất là cực, cho nên cũng không biết nói gì, hát một bài để cảm ơn mẹ của em cũng như là mẹ của Hiếu. Dạ, đã rất là dễ thương cho cái đám cưới này. Thành Lễ phải nói là thay mặt cho tất cả các em khuyết tật hay là thương tật nhân ngọc trong tim, rất cảm ơn các đứng phụ huynh nếu có con cháu là những người khuyết tật và khiếm khuyết mà quý vị vẫn nuôi nấng, quý vị vẫn chăm sóc, mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, bản thân lo chưa xong thì con cái mình đợi mình từ hồi nhỏ. Cô nít nuôi thì 18 năm là xong rồi, còn các em có nhiều khi phải nuôi cả đời, nên trong hoàn cảnh của người gia đình cũng có người khuyết tật, nên Thành Lễ rất thương mến những cha mẹ và hoặc là gia đình đã thương mến các của em.
đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó, ngày mùng hai có ai đi nhiều. Em ơi ở đâu anh mang trầu câu qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xóa to thì khó rô muôn. Thâm thiên xe mặn nồng, yêu thương lắm mềm mông. Dây thì còn chần chờ chi nữa, ngày mình bên nhau dây ta hòm lại nói thành đôi. Anh chiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đáng đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tin con cho gần cuộc đời đâu xa thế. Dây dứa phu thế hai đứa về bên nhau. Trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đón em mừng hai con. Là bà Bạch Tiến và ông chú đây của cháu Quỳnh Trân. Là hôm nay có bữa tiệc đám cưới này của Quỳnh Trân và Văn Hiếu và có chú Thành Lễ đến dự tiệc, và cũng rất là cảm ơn chú đã đến tham dự và chia vui cùng gia đình đó. Và cũng cảm ơn chú Thành Lễ đã nên duyên cho cháu Quỳnh Trâm và Trần Lộc thành đôi. Bây giờ đến cháu Quỳnh Trân và Văn Hiếu cũng thành đôi, mà cũng có sự hiện diện của chú Thành Lễ. Rất là cảm ơn gia đình chúng tôi, rất là chân thành cảm ơn chú. Và chúc Ngọc trong tim và các anh em văn nghệ sĩ, nhất là Đạt Nguyễn, tất cả đều thành công và tốt đẹp. Còn chần chờ chi nữa, ngày mình bên nhau, dây ta hồng lại nói thành đôi.